Bên nào Huấn nào đâu, mình giới thiệu nghe mình một bộ leo để ghép lên loa full đơn bát 30 dòng leo của Sini đấy anh em này, dòng Sini sườn ánh 7 màu, hàng chính hãng các bác nha, hàng chính hãng, và mình đang ghép với con tép neo 450 bản GCF, và mình đang ghép tiếp tục là gì, mình sẽ ghép với đây là dòng phân tần Mỹ XN115, anh em thấy đây là đến dùng phân tần này nữa, thì để nói đến độ chất của bộ này, anh em mình chơi gia đình rất là tuyệt vời, ghép ở phòng khoảng 20 tới 25 30 m² là tối đa để chơi gia đình anh em nhé. Mời anh em mình nghe nhạc này, bật một chút nhé, rất tiếng rất căng luôn. Mình còn yêu nhau, em đành nói câu chia ly. Chẳng lẽ anh sai hay tại em gian dối tình? Với cái bộ ruột neo đồng bộ này, đồng điện thoại. Với cái bộ đồng bộ neo này gồm có bát neo này 30, rồi tép neo 450, phân tần đầy đủ ở đây. Giá bán ra là 4.500.000 đồng. Bên mình sẽ bao ship toàn quốc. Với đôi phân tần không là 900.000 đồng bao ship, với đôi tép neo không giá là 1.000.000 bao ship tặng kèm bích nối tụ trở ốc vít, và đôi bát không là 2.800.000 bao ship bát neo hàng xịn. Anh em tâm điện thoại trực tiếp cho bên mình nhá, chào anh em.